hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang như thế nào? Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm. Thưa quý vị, hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Trong bối cảnh thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác đều giảm, thì Việt Nam là một trong số ít các đối tác vẫn giữ ổn định thương mại với đất nước tỷ dân. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2023 đạt 185 tỷ USD. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới. Về đầu tư, 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đứng thứ tư trong số các nước đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng ký 3,06 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới.